Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan đã nhận thực hiện vụ nổ súng ở thủ đô Moscow, Nga vào tối ngày 22 tháng 3. Tình báo Mỹ đã cảnh báo trước về âm mưu tấn công Nga của nhóm này. Theo tờ New York Times, nhóm nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này là một nhánh của IS ở Afghanistan có tên tỉnh Khorasan của nhà nước Hồi giáo hay IS-ISK. IS-ISK được thành lập vào năm 2015 bởi các thành viên bất mãn của Taliban ở Pakistan, những người sau đó theo đuổi một phiên bản Hồi giáo cực đoan, bạo lực hơn. Nhóm này chứng kiến hàng ngũ của mình bị cắt giảm gần một nửa xuống còn khoảng 1.500 đến 2.000 chiến binh vào năm 2021 do sự kết hợp giữa làn sóng không kích của Mỹ và các cuộc đột kích của biệt kích Afghanistan khiến nhiều thủ lĩnh của nhóm thiệt mạng. Nhóm IS-ISK đã gặp phải luồng gió quét thứ hai ngay sau khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan vào năm đó. Trong thời gian quân đội Mỹ rút khỏi đất nước, IS-ISK đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế ở Kabul vào tháng 8 năm 2021, khiến 13 lính Mỹ và 170 thường dân thiệt mạng. IS-ISK được đưa vào tầm chú ý lớn của cộng đồng quốc tế và bị coi là mối đe dọa lớn đối với khả năng cai trị của Taliban. Từ đó, Taliban đã chiến đấu quyết liệt chống lại IS-ISK ở Afghanistan. Đến nay, các cơ quan an ninh của Taliban đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ hoặc tuyển mộ số lượng lớn các cựu chiến binh Taliban chán nản trong thời bình. Một trong những tình huống xấu nhất đã được đặt ra khi chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ. Tổng thống Joe Biden và các chỉ huy hàng đầu của ông cho biết Mỹ sẽ thực hiện các cuộc tấn công ngoài đường chân trời từ một căn cứ ở Vịnh Ba Tư chống lại phiến quân IS-IS và Al-Qaeda đang đe dọa Mỹ và các lợi ích của họ ở nước ngoài. Tướng Michael E. Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, phát biểu trước một ủy ban Hạ viện hôm 21 tháng 3 rằng IS-ISK vẫn duy trì khả năng và ý chí tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng mà không có dấu hiệu cảnh báo gì nhiều. Đầu tháng 3 này, chính phủ Mỹ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở Moscow có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, khiến Bộ Ngoại giao phải đưa ra lời khuyên công khai cho người Mỹ ở Nga. Chính phủ Mỹ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo lâu nay của nước này. Các quan chức chống khủng bố ở châu Âu cho biết, trong những tháng gần đây họ đã dập tắt một số âm mưu mới của IS-ISK nhằm tấn công các mục tiêu ở châu lục này. Trong một bài đăng trên tài khoản Telegram chính thức của mình vào tháng 1, IS-ISK cho biết tổ chức này đứng sau vụ đánh bom khiến 84 người thiệt mạng ở Kerman, Iran, trong lễ tưởng niệm thiếu tướng Qasim Soleimani, một vị tư lệnh đáng kính của Iran, người đã thiệt mạng ở một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020. IS-ISK, vốn nhiều lần đe dọa Iran với cáo buộc nước này đa thần và bội giáo, đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công trước đó ở Iran. Và bây giờ nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow. Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ, sau một thời gian tương đối yên tĩnh, nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công từ bên ngoài. Hầu hết những âm mưu đó ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến người ta đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm. Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố tại Sofan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, cho biết IS-ISK đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua và thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin trong các hoạt động tuyên truyền của mình. Cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 ở Moscow giống như cuộc tấn công vào tháng 1 ở Iran mà nhóm này đã nhận trách nhiệm, có thể thúc đẩy việc các nước đánh giá lại khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ hoạt động gốc của IS. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Krokus City Hall gần thủ đô Moscow tối 22 tháng 3, ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan An ninh Liên bang FSB, Ủy ban Điều tra Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia, các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc. Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra, sáng ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng hiện là hơn 60 người,
Trong khi ít nhất 145 người bị thương đã được nhập viện điều trị, thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính. Ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể tiếp tục tăng. Người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công. Theo trang mạng của Bộ Y tế tại vùng thủ đô Moscow, ít nhất 9 trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Maria Zakharova cho biết, toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động này, mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách Nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn. Giới chức Nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa. Trước đó, tối 22 tháng 3, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc, đêm diễn của nhóm nhạc rock Picnic nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay cuộc điều tra về vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này vào ngày 22 tháng 3 đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine. Kênh RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng, khu phức hợp công nghiệp quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và khu vực nơi quân đội Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài hiện diện. Bộ Quốc phòng Nga đánh giá những cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 đã hoàn thành mục tiêu chính là làm gián đoạn năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược mới của Ukraine. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, thông báo của cơ quan này bổ sung rằng các cuộc tấn công cũng phá hủy nhiều thiết bị quân sự mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp cho Kiev. Bên cạnh đó là gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển quân Ukraine ra tiền tuyến. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công lớn đã hoàn thành. Trước đó cùng ngày, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng gây mất điện trên diện rộng. Một trong những cuộc tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhà máy thủy điện Donetsk ở thành phố Zaporozhye. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết hơn 1 triệu người đã rơi vào cảnh mất điện sau các cuộc không kích của Nga vào các cơ sở năng lượng. Theo ông Oleksiy Kuleba, các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến khoảng 700.000 cư dân ở khu vực Đông Kharkiv, ít nhất 200.000 người ở khu vực phía nam Odessa và phía đông nam Dnipropetrovsk, cùng 110.000 người khác ở khu vực miền trung Poltava. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong tuần qua, Moscow đã thực hiện 49 cuộc tấn công, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Bộ nêu rõ các cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc Ukraine liên tục pháo kích vào khu vực biên giới và cố xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times, Mỹ đưa tin rằng Washington đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng cao. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước để tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Các cuộc tấn công khiến Nga buộc phải đóng cửa một số nhà máy lọc dầu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ, chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Moscow. Các cuộc tấn công cũng góp phần khiến giá dầu tăng vọt gần 4% kể từ ngày 12 tháng 3. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!